Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin số 10 của tờ nhà sông Parkview. Bản tin lần này với chủ đề là chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2015. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi giao lưu trò chuyện với một cư dân của tòa nhà, đó là bác Trần Thị Mùi, cư dân căn 608 tòa B, là một thương binh cựu chiến binh đã nghỉ hưu và đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện này. Xin chào bác. Cháu được biết bác là cư dân căn 608 tòa B và cũng là cựu chiến binh. Nhân dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7 năm 2015 là nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập về kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thì bác có thể, là cựu chiến binh, bác có thể chia sẻ cho chúng cháu biết một chút cái cảm nhận và một số cái kỷ niệm của bác về ngày thương binh liệt sĩ. Chúng tôi cũng thấy rất là vui khi là tức là quận, địa phương và các đồng chí trong tòa nhà này chúng tôi đã làm công nhân ở ngoài, các đồng chí đưa đến tận nơi, thì trong lòng cũng thấy là coi như là các đồng chí tận tình giúp đỡ và đã có quà cho chúng tôi. Chúng tôi thấy đấy là một cái ân nhân có thể quên được, dù là thế nào trong chính sách, nhưng mà chúng tôi cũng thấy vấn đề là một cái điều mà các đồng chí quan tâm và rất là vui lắm, sẽ không có cái này để những mình tôi mà nhiều nhiều tất cả các đồng chí thế. Nói chung là từ trên đến tập dưới rồi đến những các cháu ở đây mà cũng đã quan tâm được các bác như này là đã cảm ơn, và cũng thấy đây là một cái điều vui của các bác ngày xưa lăn lộn từ đấy nó vươn lên, thì bây giờ các con của bác có công ăn được làm ổn định và nó được làm nhà nước cả. Bây giờ các bác cũng thấy thế nào cũng có, thì cái thứ nhất là biết là bên trên là quan tâm đến chúng, thứ hai là cũng nghĩ đến cái bạn là đảng quan tâm đến chúng tôi, rất biết ơn, không biết nói như nào, chỉ biết là cảm ơn về có nhiều khó khăn, đào tạo, các cái
quan viện quan sát địa chất của bộ Nghệ An. Bác trai mình cũng có tham gia chiến trường. Còn ông chồng thì quay như là bộ đội. Là bộ đội. Đấy. Ngày trước thì là tám quân ở bên sân bay ra đây. Thế sau là trước là báo cộng sản, sau là lại đi vào trong Quảng Trị là tăng và lại có quân của tăng. Vâng, vâng. Bây giờ bác hay bác trai còn vào tham gia các cựu chiến binh, cựu chiến binh ông thì một năm thì một năm thì cũng biết là bên phường bên các đơn vị chiến binh được tổ chức là bao nhiêu coi như là vài tháng thì tổ chức họp một lần ở phường rất là vẫn họp và chúng tôi thì có thêm cái thương binh nữa thì là được ưu tiên nhiều hơn đi là được đi họp thì hành nhiều hơn. Thế tôi thì hôm nay là sáu thân mật của bác quý ở nhà trước hết là xin chúc mừng bác cũng như ông xa là những người đã bước sang đàn anh xin bậc cha chú đi trước và cũng là những người cựu chiến binh đã hy sinh đã không phải chiến đấu và hy sinh một phần sương máu của mình cho cái chúng ta nên tự do cũng như sự hỗn loạn cũng như ngày nay mình cũng cháu là lớp đi sau đang đúng rồi và tôi nghĩ là cháu cũng là mọi người ở nhà cũng là lớp mà cháu đi sau. Xin cảm ơn hai bác và chúc bác là sống kỷ niệm như ngày 27 68 năm ngày của nghệ sĩ có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và mọi việc luôn luôn được như ý. Xin cảm ơn mẹ trắng. Vừa rồi là một cuộc trò chuyện ngắn rất là thú vị đối với bác Trần Tình Mùi, cư dân căn 608 Tòa B. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin cư dân của tòa nhà sông Quốc Hưu. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.